Trung Quốc tăng cường cảnh báo Mỹ về chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi. Thưa quý vị, tờ Financial Times đưa tin Trung Quốc tiếp tục đưa ra những cảnh báo đối với chính quyền Biden về khả năng Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi đến thăm Đài Loan vào tháng 8. Báo cáo cho hay những lời cảnh báo mới này của Trung Quốc mạnh hơn đáng kể so với những lời đe dọa mà Bắc Kinh đã đưa ra trong quá khứ khi họ không hài lòng với các hành động hoặc là chính sách của Mỹ đối với Đài Loan, nơi mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Tờ Financial Times dẫn lời một số người quen thuộc với tình huống này cho biết, cảnh báo riêng này gợi ý một phản ứng quân sự có thể xảy ra. Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối bình luận về báo cáo. Trung Quốc đã và đang đẩy mạnh các hoạt động quân sự xung quanh Đài Loan nhằm tìm cách gây áp lực lên chính phủ được bầu cử dân chủ ở đó chấp nhận chủ quyền của Bắc Kinh. Chính phủ Đài Loan cho biết, tương lai của hòn đảo là do 23 triệu dân của họ tự quyết định và sẽ tự vệ nếu bị tấn công. Vào ngày 18 tháng 7, tờ Financial Times đưa tin rằng bà Pelosi có thể có kế hoạch đến thăm Đài Loan vào tháng 8. Một ngày sau, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi sẽ phá hoại nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc, và Hoa Kỳ sẽ phải gánh chịu hậu quả của hành động này. Hôm thứ Tư, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông có kế hoạch nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tháng. Tổng thống Biden cũng không đồng tình về chuyến đi của bà Pelosi đến Đài Loan. Tôi nghĩ rằng quân đội cho rằng đó không phải là một ý kiến hay lúc này, nhưng tôi không biết tình trạng của chuyến đi này hiện như thế nào, ông Biden nói với các phóng viên. Bắc Kinh đã không nói rõ ràng về các phản ứng có thể xảy ra. Theo phỏng đoán, quân đội của Trung Quốc có thể cố gắng ngăn chặn máy bay chở bà Pelosi hạ cánh xuống Đài Loan hoặc là thực hiện các hành động khác để cản trở chuyến thăm của bà, chẳng hạn như sử dụng máy bay chiến đấu để đánh chặn máy bay quân sự của Mỹ. Một số người cho biết Nhà Trắng đang cố gắng đánh giá xem liệu Trung Quốc có thực hiện vào những hành động thô bạo nhằm gây áp lực buộc bà Pelosi phải từ bỏ chuyến đi của mình hay không. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jack Sullivan và các quan chức cấp cao khác của Hội đồng An ninh Quốc gia phản đối chuyến đi vì nguy cơ leo thang căng thẳng qua eo biển Đài Loan. Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng NSC từ chối bình luận về việc liệu chính quyền có thúc giục bà Pelosi hủy chuyến đi hay không. Chan Kirby, trưởng bộ phận truyền thông chiến lược của NSC cho biết hôm thứ Sáu rằng nhóm đã cung cấp bối cảnh, dữ kiện và thông tin địa chính trị liên quan và rằng Chủ tịch Hạ viện đã đưa ra quyết định của riêng mình. Trong một diễn biến khác, đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc Nick Burns đột ngột cắt ngắn chuyến thăm tới Washington trong tuần này và quay trở lại Bắc Kinh, một phần vì lo ngại gia tăng về căng thẳng Đài Loan và cũng để chuẩn bị cho cuộc điện đàm sắp tới giữa Tổng thống Joe Biden và người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình. Trung Quốc đã điều ngày càng nhiều máy bay chiến đấu vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan kể từ khi ông Biden nhậm chức. Vào tháng 5, Tổng thống Biden cho biết Mỹ sẽ can thiệp quân sự để bảo vệ Đài Loan trước bất kỳ cuộc tấn công nào của Trung Quốc. Thời điểm của chuyến thăm của bà Pelosi được cho là nhạy cảm đối với Trung Quốc. Nó sẽ diễn ra cùng tháng với ngày kỷ niệm 1 tháng 8, ngày thành lập Quân Giải phóng Nhân dân. Nó cũng có thể trùng hợp với hội nghị thường niên bí mật của lãnh đạo Đảng Cộng sản ở khu nghỉ mát ven biển Bắc Đới Hà, nơi các cán bộ thảo luận về chính sách, nhưng đôi khi cũng giải quyết các cuộc tranh giành quyền lực. Mật nghị năm nay tại Bắc Đới Hà thậm chí còn có tầm quan trọng hơn vì ông Tập sẽ phải đặt cơ sở để đảm bảo nhiệm kỳ thứ ba chưa từng có của mình với tư cách là người đứng đầu đảng tại Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 11. Nếu vẫn tiến hành chuyến đi, bà Pelosi sẽ là chính trị gia cao cấp nhất của Hoa Kỳ đến thăm Đài Loan kể từ khi người phát ngôn Đảng Cộng hòa Newt Gingrich công du Đài Bắc vào năm 1997. Bắc Kinh phản đối bất kỳ động thái nào mang lại tính hợp pháp cho Đài Loan như một quốc gia độc lập hoặc là làm cho mối quan hệ với Hoa Kỳ trở nên chính thức hơn. Văn phòng của bà Pelosi đã không trả lời yêu cầu bình luận về việc liệu bà có thực hiện chuyến đi của mình hay không. Giám đốc CIA, kinh tế Sri Lanka sụp đổ vì đặt cược ngu ngốc vào Bắc Kinh. Thưa quý vị, giám đốc CIA William Burns cho rằng việc đặt cược ngu ngốc khi đầu tư vào khoản nợ cao của Trung Quốc là yếu tố dẫn đến sự sụp đổ kinh tế của Sri Lanka. Đây cũng là một lời cảnh báo lớn cho các quốc gia khác.
Ông Peng đã chỉ ra tại diễn đàn an ninh Aspen rằng Trung Quốc có rất nhiều điều để thể hiện, để có thể đưa ra lý do rất hấp dẫn cho khoản đầu tư của họ. Tuy nhiên, các nước nên nhìn vào Sri Lanka ngày nay về việc nợ nần Trung Quốc chồng chất. Họ đã đặt cược một cách ngu ngốc đối với tương lai kinh tế của chính mình, cho nên đã gặp phải những hậu quả kinh tế và chính trị mang tính thảm họa. Ông Peng cho biết, tôi nghĩ đây sẽ là một bài học cụ thể cho nhiều người chơi khác, không chỉ ở Trung Đông hay Nam Á, mà ngay cả thế giới cũng nên để mắt đến những giao dịch kiểu này. Bắc Kinh đã đầu tư mạnh vào Sri Lanka và hợp tác chặt chẽ với cựu Tổng thống Gotabaya Rajapaksa, người đã bỏ trốn ra nước ngoài. Sri Lanka hiện đang phải đối mặt với những khó khăn kinh tế nghiêm trọng, nguồn cung cấp thực phẩm và năng lượng gần như gián đoạn hoàn toàn, trong khi đó hàng loạt cuộc biểu tình lớn của người dân. Ông Rajapaksa đã tuyên bố từ chức vào tuần trước và chạy trốn sang Singapore. Sri Lanka đã vay nợ rất nhiều từ Trung Quốc, chủ yếu cho các dự án cơ sở hạ tầng, nhưng một số dự án đó kết quả chỉ tốn kém và không hiệu quả. Sân bay Rajapaksa được xây dựng bằng khoản vay 200 triệu đô la từ Trung Quốc, nhưng nó rất ít được sử dụng đến mức từng có thời điểm không thể thanh toán được tiền điện. Sri Lanka đã rơi vào tình trạng suy sụp kinh tế tồi tệ nhất trong 70 năm kể từ khi độc lập và tuyên bố phá sản vào ngày 5 tháng 7. Tỷ lệ lạm phát trong nước lên tới 57%, dự trữ ngoại hối cạn kiệt và vẫn gánh một khoản nợ khổng lồ lên đến 51 tỷ đô la. Quốc đảo chỉ có 22 triệu dân này đang gánh khoản nợ khổng lồ 51 tỷ đô la, nợ Trung Quốc chiếm khoảng 10%, nhưng tỷ trọng thực tế được cho là cao hơn nhiều. Chính phủ Sri Lanka đã cho China Merchants Group thuê cảng Hambantota trong 99 năm để trả nợ, và cảng này chỉ cách tuyến đường chính từ châu Á sang châu Âu từ 6 đến 10 hải lý. Có thể nói đây là điểm kết nối quan trọng của một vành đai, một con đường. Bắc Kinh vì thế cũng bị chỉ trích là đã giăng bẫy nợ. Năm 2007, Trung Quốc đã đầu tư 1,5 tỷ đô la để xây dựng một cảng nước sâu ở Hambantota, Sri Lanka. Cảng này bắt đầu hoạt động vào tháng 6 năm 2012. Tuy nhiên, cảng không thu được lợi ích như mong đợi, khiến cho Sri Lanka rơi vào cảnh không trả được nợ. Báo cáo chỉ ra rằng nhiều gia đình ở Sri Lanka đã dựa vào các thành viên trong gia đình ra nước ngoài làm việc vì nhu cầu việc làm trong nước yếu. Đồng thời Bắc Kinh đã cho vay tiền để tài trợ xây dựng các công trình lớn và sang trọng như trung tâm hội nghị quốc tế quy mô lớn, sân vận động và các trung tâm mua sắm lớn. Các công trình này đều xa rời tình hình thực tế của đất nước Sri Lanka và thường trở thành các công trình hào nhoáng bề ngoài. Nikkei Asia tiết lộ, trong thời kỳ nội chiến Sri Lanka, Trung Quốc tham gia bán vũ khí lên tới 1,8 tỷ đô la. Sau khi nội chiến kết thúc, Đảng Cộng sản Trung Quốc còn tuyên bố giúp đỡ xây dựng cơ sở hạ tầng, trong khi khoảng vài 5 tỷ đô la có lãi suất bình quân lên đến 3,3%, gần gấp 5 lần lãi suất cho vay của Nhật Bản. Đồng thời, Đảng Cộng sản Trung Quốc còn lợi dụng danh nghĩa vành đai và con đường để đầu tư 1,4 tỷ đô la và có kế hoạch thực hiện các dự án khai quang gần bờ biển Colombo để xây dựng một trung tâm kinh doanh hiện đại với ý đồ để Bắc Kinh nắm trong tay các nguồn tài nguyên chiến lược của Ấn Độ Dương. Ngoài ra, Trung Quốc thậm chí còn tài trợ việc xây dựng cảng nước sâu Hambantota, cuối cùng đã trở thành một đại diện điển hình cho chính sách ngoại giao bẫy nợ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Những quốc gia nào có thể trở thành Sri Lanka thứ hai? Hãng tin AP nêu tên 9 quốc gia khác có điều kiện kinh tế cũng đang trên bờ vực phá sản, gồm Afghanistan, Pakistan, Lào, Myanmar, Thổ Nhĩ Kỳ, Lebanon, Zimbabwe, Ai Cập và Argentina. Nếu nghiên cứu kỹ, sẽ thấy rằng ngoại trừ Afghanistan muốn tham gia vào vành đai và con đường, nhưng Trung Quốc chưa hồi đáp. 9 quốc gia khác bao gồm cả Sri Lanka, có nền kinh tế xa lầy và vũng lầy, đều đã tham gia sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc. WHO ra cảnh báo cao nhất, tuyên bố đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu. Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO nói rằng bệnh đậu mùa khỉ đang lây lan hơn 70 quốc gia là tình hình bất thường và cơ quan này đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu. Theo hãng tin AFP ngày 23 tháng 7,
Tổng giám đốc WHO Tedros tuyên bố đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ hiện nay là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu, mức báo động cao nhất mà cơ quan này có thể phát đi. Tôi đã quyết định tuyên bố đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu hiện nay là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng mà quốc tế lo ngại, ông Tedros nói. Tổng giám đốc WHO Tedros mô tả bệnh đậu mùa khỉ là một mối đe dọa sức khỏe đang ngày càng gia tăng. Ông kêu gọi các chính phủ trên toàn thế giới tăng cường giám sát, truy vết, xét nghiệm và đảm bảo rằng những người có nguy cơ cao được tiếp cận với vaccine và thuốc kháng virus. Theo kênh CNBC, động thái trên đồng nghĩa với WHO giờ đây coi vụ bùng phát bệnh đậu mùa khỉ là mối đe dọa đủ lớn đối với sức khỏe toàn cầu và cần có một phản ứng quốc tế mang tính phối hợp để ngăn chặn dịch bệnh lây lan xa hơn và ngăn chặn nó leo thang thành đại dịch. Trước đó, WHO đã triệu tập quỹ ban khẩn cấp của họ để xác định mức độ đe dọa mà bệnh đậu mùa khỉ hiện đang gây ra cho cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, ông Tedros cũng nhận định mối đe dọa của bệnh đậu mùa khỉ hiện ở mức độ vừa phải trên toàn cầu, ngoại trừ ở châu Âu là mức cao. Trước nay, bệnh đậu mùa khỉ chủ yếu lưu hành ở Trung Phi và Tây Phi, nhưng từ tháng 5 vừa qua, bệnh đã xuất hiện ở bên ngoài hai khu vực này và bắt đầu lây lan nhanh. Tính đến nay, đã có hơn 15.000 ca được báo cáo mắc bệnh đậu mùa khỉ ở những nước trước đây không hề phát hiện căn bệnh này. Ở Mỹ và châu Âu, phần lớn các ca lây nhiễm xảy ra ở nam giới có quan hệ tình dục đồng giới. Mặc dù các quan chức y tế nhấn mạnh bất kỳ ai cũng có thể bị nhiễm loại virus này. Ảnh vệ tinh chụp bởi NASA cho thấy tác động khủng khiếp của nắng nóng tại Anh. Thưa quý vị, những hình ảnh vệ tinh được chụp từ ngoài không gian bởi NASA, cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ cho thấy tác động của đợt nắng nóng mới nhất đã khiến cho nước Anh trở nên khô cằn và chuyển sang ra màu nâu so với cảnh quan phần lớn màu xanh hồi tháng 7 năm 2021, theo tờ Daily Mail. Cụ thể, những thiệt hại do thời tiết nắng nóng chưa từng có đã được thể hiện rõ ràng trong các hình ảnh do NASA chụp lại. Người dẫn chương trình thời tiết kiêm nhà khí tượng học Jan Holley của đài BBC đã chia sẻ trực tuyến những hình ảnh này. Những bức ảnh chỉ ra rằng khung cảnh xanh tươi rộng lớn của nước Anh đã bị biến đổi thành địa hình khô cằn sau khi trải qua đợt nắng nóng trong tuần vừa rồi. Hồi đầu tuần, nhiệt độ ở Anh đã tăng lên mức cao kỷ lục, lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua mốc 40 độ C. Nhiệt độ cao nhất trong lịch sử là 40,3 độ C đã được ghi nhận tại Canning Park vào ngày 19 tháng 7, cao hơn tới 1,5 độ C so với kỷ lục trước đó là 38,7 độ C được ghi nhận vào năm 2019. Cái nóng như thiêu đốt đã khiến cho cơ quan khí tượng Anh, Met Office, đưa ra cảnh báo đỏ đầu tiên về nhiệt độ cực cao, có nghĩa là có đe dọa đến tính mạng. Các chuyên gia dự đoán hàng ngàn người có thể tử vong trong các sự cố liên quan đến nắng nóng. Nhiệt độ như thiêu đốt cũng đã làm bùng phát hàng chục vụ cháy rừng trên khắp đất nước, tràn qua các vùng nông thôn của Anh. Đã xảy ra ít nhất 28 vụ cháy rừng ở Anh vào ngày nóng nhất trong năm, ngày 19 tháng 7. Hàng trăm lính cứu hỏa trên khắp nước Anh đã phải vất vả kiểm soát các trận cháy rừng đang hoành hành. Tại ngay app Top Top Sense, chuyển tiền nhanh chóng, không sợ mất phí, dễ dàng sử dụng.